Quyên ngồi mấy người lính lát, chị em, bạn bè của em tập trung ở đây hết trơn à quý vị. Đó, gian hàng bánh mì đó, em đắt quá trời luôn rồi. À, bánh bạo, bánh tiêu, bánh bò gì đầy đầy đủ hết trơn nha quý vị. Ăn thoải mái, ăn không có tốn một đồng nào hết trơn á. Đây mấy em tôi quá đẹp quá giỏi luôn rồi nè, đó. Bánh bao chiên, bánh tiêu chiên đó quý vị ơi, bánh bao. Đây bà con đi chợ không đồng nghe quý vị ơi, ở Lạc Hồng nghe. Ở công viên Lạc Hồng nghe quý vị. Đó bà con đang ngồi xếp hàng để mình vô rồi mùa dịch này mình làm cho nó bài bản chút. Cách xa 2 mét. Chợ mình đầy đủ hết trơn nghe quý vị. Mấy anh em đang đứng xa. Đây rau củ đây. Đây gian hàng rau xanh. Đây gian hàng trái cây. Gian hàng rau củ. Đẹp đẹp, tụi con đẹp là quay đẹp à. Gian hàng gia vị. Đây đồ gia vị đây các bạn ơi. Nước mắm nè, cá mòi nè, dầu ăn, đường. Đồ hộp. Đây là sữa. Bột giặt, bột vịt. Bột ngọt, sữa. Cái này là mì gói. Gạo. Đây là mình ủng hộ cho bà con khó khăn ở mùa dịch. Thấy. Có em. Để bây giờ chị quay rau cái đi lại chụp hình. Đây gian hàng rau. Bà con quá trời xếp hàng từ từ, dịch xếp hàng từ từ. Tôi không đồng ở thành phố Rạch Giá, Lạc Hồng nha quý vị. Bà con mình vô mùa dịch vô đứng xa 2 mét. Cô chị được chưa Giang? Có vô không giống mà càng. Ừ. Đây, gian hàng bánh mì đây. Này đi chợ không đồng nha bà con. Này cho. Này cho chứ không có lấy tiền nha. Tập lâm hết trơn. Để
để ngàn bơi đi lại chỗ Lạc Hồng á, chỗ ngang Kim Điệp á, công viên Lạc Hồng, mình cho những hộ nghèo bán chợ không đồng, rau củ quả gạo gia vị đủ thứ hết. Ồ, thịt kìa, để làm bánh mì em quý vị, kìa làm quý vị. Bọc qua sách hả? Để đại ra đi.
hả? Ở này gạo, này là đồ hộp, đồ hộp cái hồi, bên này mì.